Frederick Bishop? Oh, God. Hey, are you Frederick Bishop? Nope. He's dead, sorry. But isn't this your picture? I suppose so. Jack Foster. I'm your new charge. No, you're not. You have to take this kid off me. Of course not. He came all this way just to see you. Frederick Bishop, the pride of Australia. Been lied about his age to get past conscription. You know Morse code? Yes. Follow me! What a disaster. Our first wave didn't stand a chance. Look at all their defenses. How can we take the beach? We have the dreadnoughts this time. Plug your ears, kid. It's gonna be loud. Send these coordinates. Where do you think you're going? With you. Level your gun. Yeah, okay, you're staying here. And you will move up with rear command only after I fire the signal flare. Yes, sir? Yes, sir. Try to stay out of trouble. Má, thanh niên má chôn luôn bà. Đấy, tự nhiên nhỏ vừa cầm súng lên, giờ mình muốn ra chiến trận đúng không? Ừ, mà cầm súng thử tao coi. Xem nhà nhỏ vừa mới cầm súng một cái hôm ấy đi. Nhìn cái tướng nó thấy không ra là chiến trận nổi rồi. Ha ha, bựa vậy đấy. Thì lần này chúng ta đã quay trở lại với Battlefield 1. Và nhiệm vụ có tên là The Runner tập 4. Ok. Và lần này chúng ta có một cây súng ngắm và một cái shotgun. Ok, lên. Thật ra mình khá là thích bắn luôn á, tại vì trong vòng mũi tên mình có bắn qua rồi. Và thật ra là trong số cây là mình bắn khá là nhiều và cũng biết về đôi chút. Và nếu các bạn đã biết bắn thì nó rất là tiện tay. Một viên là chết liền. Không nói nhiều. Có chúng ta có đi, nhưng mà chúng ta được thêm một cái cây súng ngắm nữa. Whoa. Tụi này nó bắn căng đét luôn các bạn. Nên như nó đang chuẩn bị cầm cái súng như kia lên đó ta. Rồi. Nên cái rồi. Chết liền. Ok, chúng ta sẽ đi lên trên đồi đi để xử lý nguyên đám kia ra. Wow. Cái map này trong multi là gì mình quên multi của tên rồi ta. Nào gần thì để mình xử lý bằng cái cây này đi ạ. Mày kia sao á. Cái súng ngắm này cũng ngon đấy chứ. Wow. Nó bắn mình hết máu luôn mới ghê chứ. Ôi vãi dân chơi. Chỉ cần nó ra khỏi vô kia là chết chắc rồi. Súng máy hả?
Đó, dính liền. Mình cần những cái súng nhắm như thế này để xử lý những thằng ở xa. Ra quá mấy bộ ơi. Này thì súng máy nè. Đi tìm mấy đứa ơi, cũng hơi là máu nó hồi nhanh cho nên xử lý được. Chứ kiểu như nó hồi chậm chậm cái là mình cũng mau dễ chết lắm. Chúng ta còn khoảng 5 viên chứ mới xử được 5 thằng nữa nè. Rồi phải tiết kiệm, mỗi thằng 1 viên thôi. Có đạn điếc gì đâu không ta. Cùng chúng ta hết đạn đi, nạp đạn luôn rồi. Hết trơn rồi. Phải đợi đồng đội lên thôi. Mặc dù mình rất thích shotgun nhưng mà đạn hết rồi. Nếu như người phạm vi mà xa xa hơn một tí thì các bạn nên... còn ai nữa. Chúng ta chiếm được cái điểm này mà chúng ta hết đạn rồi. Có shotgun nữa rồi, cây này cũng được. Cây này mặc dù mình không xài... nhưng mà nó không phải đâu, nó tệ quá. Chí ít ra thì nó xài được. Chiếm điểm đi, chúng ta gần cân bằng số lượng người rồi. Chúng ta cần phải... số lượng người nhiều hơn đó thì mới bắt đầu chiếm được. Quay đâu rồi? Rồi, có vẻ nhiều hơn rồi đó. Chỉ cần nhiều người hơn là chúng ta chiếm được thôi. Ok, đồng đội hết rồi. Có cái súng nhắm nào nữa không ta? Mình lại thích cái cây này á. Nhưng mà... Australian. We're impossible to kill. Yeah. I guess so. Unless... not a Kiwi, are you? No. Now. First things first. Yeah, come on, stand up. I'm in here. Disarm out. Butt into your shoulder. That's it. Cheek against the butt. All right, that's it. Point it where you want to shoot. That's it. Okay. Put your feet apart a little bit. I was beginning to think I already lost my Australians. What can I do you for? Not you, the boy. We need a runner for the front lines. Really? No. Yes. No. You can't make the kid do it. He'll just stumble into a firefight and get killed. No, I can do it. No. I'll do it. Fine. You're here with me, and you... you will be running. Whoa. Mình đã hiểu cái câu... nó bắn... đường càng già càng cay. Giờ mình làm đi. Get reward from the front line. Phải đi tới đằng kia luôn rồi. Xe tích nhưng mà chúng ta cần đạn. I need ammo. Ê, có hàng gì đây? Một thằng sniper hả ta? Cái thằng nó mày khó ngắm ghê á. Mình không thích cái nồng tròn đó, mà một là cái nồng nào nồng tâm hoặc là nồng gì á thì nó dễ, chứ cái nồng này nó khó ngắm nếu mà về sai các bạn phải canh nữa. Rồi
liền. Hết cái hồn, mình vừa mới làm rớt cái micro, các bạn thông cảm. Ok, để tập trung rồi. Đúng liền. Quên. Đút cái đầu vô, đúng rồi. Đây nữa nè, đây nữa. Ôi, né, bỏ đi. Hơi là mình còn đạn á, không rồi mình cũng chết dưới tay nó rồi. Còn 3 viên rồi đó. Lên đây anh bảo. Chọi cả grenade luôn hả, ghê vậy ba. Lấy súng của nó luôn cho rồi đi. Chứ giờ súng để bắn rồi. Rồi mình không muốn mình phải chết sớm đâu. Đợi ghê, thằng này có súng nhắm mà. Get report ở đâu trời. À, cái chỗ trong đây. Let's go. Nghĩ sao vậy mấy em? Em nghĩ em chạy đâu? Ui. Má bắn xa thì dính, bắn gần bắn hụt. Ui. Vãi cái đấy. Wow. Đạn là chúng ta cần phải nạp đạn lại. Những cái file như thế mà đạn nạp chưa kịp á là dễ chết lắm nha. Mà đi đường vòng đi. Theo được 5 viên. Có đạn điếc gì không? Quân của mình mà. Ủa trong đây quân mình mà có gì đâu không sao? Không cần cái này đâu. Mình không cần cái cây đấy lắm. Làm cái gì mà, ủa sao ghê vậy? Report back to commanding officer. Giờ phải chạy ngược về luôn hả? Trip by bomb cũng đỡ. Oh. Có còn không? Nó là mình chạy nguyên một hồi luôn ba. Wow. Tụi này nó chạy song song chung với mình luôn, nó ghê chứ. Có lên bắn không? Mình còn 4 viên nữa. Tính đi về chừng nào tôi đứng trước mặt mình thì mình hẳn bắn nó. Kiểu như là nó phát hiện ra thì mình bắn. Ồ đó, đỡ ghê luôn á, có đồng đội giết giùm mà được rồi. Đi mấy anh niên này ngẫu mà. Đi móc lớp rồi, mình hết móc lớp lắm nha. Ui. Anh niên mắc đại bàng hay sao ta. Đứng đây nãy đứng đó mà nó cũng thấy nữa. Mà đứng đằng sau lưng nó quay lại bắn mình luôn mới ghê. Được cái mấy anh niên này có đạn rồi. Lại đây em, đi đâu? Đi đâu? Thôi mất tự nhiên cái nhiệm vụ này có chúng ta có shotgun đã ghê. Rồi. Báo cáo rồi. Fucking hell, you could have killed me. But I didn't. No, you sure fucking didn't. Nice shot. Oh, well, you know, I just kind of saw him out there and I... You got falling lines across the board. That's what I thought. Bishop, go tell rear command that we'll be moving up. Hey, don't worry. I can handle myself here. Head down. Gun up. No open areas. Got it? Got it. Gotta get to rear command. Nó công nhận cái game này tốt bụng ghê á ba. Giờ nó cho mình đạn nó còn ít hơn ban đầu rồi nữa. Hey, kiểu như tự thân vận động vậy á ba. Nó đạn không có. Bắn thì bắn cả chục thằng. Mình đâu phải Rambo đâu trời. Mà có hẳn Rambo mình đâu phải là assassin đâu mà. Vô giết người bằng dao không, không giết người bằng súng.
Battlefield thì Riot là hình như Assassin's Creed phiên bản súng ống thời chiến tranh thế giới nhất vậy. Bị cái hết đạn thì phải dùng dùng súng của người ngoài, phải súng của mình đấy chứ. Sao mọi người đâu hết rồi? Cái điều đó mình cũng đang thắc mắc đi. Im ắng quá có vẻ không tốt. For those who didn't hear from a runner, the Allied position is lost. Artillery fire ordered to cover retreat to beach, shelling the village and outlying forts. Shit, Foster. Ok, nhớ nó lùi lại rồi. My position to cover retreat. Lấy ngựa giờ cho lẹ. What the fuck? Sai vậy? Mình phải chạy ra tới đằng kia luôn hả trời? Artillery already. No. Phải kiếm cái đường khác rồi. Má nó chèn lên luôn hả trời? Chắc nó cũng quan tâm mình ở đây đâu ta. Việc chúng ta cần làm duy nhất hiện tại là phải chạy ra tới chỗ kia. Mình có thể đánh nguyên một đường vòng mà không cần phải đi xuyên qua tụi địch. Chúng ta chỉ cần đi mé mé vòng vòng thôi. Giết ra là vậy. Ok. Now where's Whitehall? New objective, defend the front line. Cho tao đạn đi rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Save it, Bishop. Help us here first. Get in cover. Prepare yourselves, men. Má cái đầu nó nhỏ xíu luôn các bạn. Nice shot. Má cái hitbox nó phải bự lắm luôn á. Thì may ra mà nó bắn trúng được. Để đi cho lẹ. Ê, hết đạn. Tốt quái. Con này có ai không? Mình nghĩ chắc con này không có ai đó. Sao chọn anh kia không chết đó mày. Sniper, sniper hả mày. Này thì chạy. Hết đạn luôn. So nice. Nhìn cái gì? Ôi cảm ơn. Có đạn còn hơn không có quá. Rồi đi lùi lại ba. Có thằng sentry. Chơi không lại đâu ba. Mấy bạn căng đét quá vậy. Chơi toàn những cái vũ khí vậy mình cũng không hiểu các bạn kiếm đâu ra nữa. Đúng rồi. So nice man. Ui bắn rác quả cái đấy. Chúng ta cần có người bắn phụ trợ qua. Chứ tụi này bắn rác quá. Chết. Ơi, ơi tao đùa đấy, tao đùa đấy. Đạn thì nó nhiều. Ơi kia chết rồi luôn quá. Mấy thằng bồ mình chạy ra bắn phát chết luôn bà. Ghê vậy ba. Full scale retreat. They're gonna shell the village and the fort to cover us. We need to get out now. I sent men up to secure the fort. A dead man? Who went? Only those who volunteered, so naturally, all of them. Fucking kids. But you remember being his age? Foster. Fuck. I gotta get that kid. Go. I'll pretend I didn't see you. This isn't on you. Of course it is. One more death for me to live with. Go, go, you've not had much time. Sam.
storming a fort by myself. And I called Foster an idiot. Oh, nó tự nhiên động điều khiển luôn bây. Sao chỗ này nó bắn dữ trời. Bắn theo ý mình là thiếu quân mình á. Mẹ, đông hoài đái luôn. Giờ mình vô bắn một cái là chắc nó thành nguyên khu chiến sự liền luôn. Còn có sniper nữa chứ, thế mới đâu. Mình được cái trong mấy cái lùm cây gì nó không thấy quá. Sniper làm sao xử cái thằng đó đi. Thằng kia nó thấy rồi chứ. Tới đi em. Đang cố né nó lắm rồi đó. Nếu mà thằng đó nó thấy thì nó sẽ tự động đi xuống. Thủ sẵn cho shotgun đi cho dễ. Oh shit, bấm nhầm nút. Mình chắc là vẫn chưa biết mình đây đâu nha. Oh, nó biết rồi, mắc đại bàng, phải cướp ra luôn. Nó mình bắn vậy là rất là tiết kiệm luôn á. Tiết kiệm đạn một mức tối đa luôn. Hồ máu kìa. Đóng lại đi ba. Xuống đây. Bắn qua khe lọ. Cái lỗ đó cũng dính á, tại vì cái game này Frostbite 3 mà, cho nên các bạn cứ bắn thoải mái đi. Qua cái lỗ nó vẫn dính thôi. Ủa? Sniper. Phải xử thằng sniper này cái đã. Ủa, bắn không vỡ luôn trời. Tùy cái thì nó vỡ nhưng mà không, cái này thì nó không vỡ. What's up nigger? Giờ nó nói cái tiếng gì nghe như tiếng Nhật vậy ba. Mà đứng ngay mặt nó cho nó bắn luôn. Vẫn không bắn chúng. Cảm ơn. Có đạn sai rồi. Vậy cho nhanh. Chứ tính mà chơi stealth chắc cũng lâu. Nhưng mà tùy trường hợp nha, mấy cái này nó ít người còn đánh nhanh được chứ như mấy cái pha mà kiểu như kia á. Nên stealth là trên hết. What again? You sure you didn't just want to shoot me? Come on. Let's get you out of here. Place is about to come down any moment. We can't leave. There are still hostiles coming, and we can't outrun them with our wounded. You get going then. I'll cover your retreat. The bishop is still. I'll make it look like I'm capturing the fort. It'll be enough distraction.
Once you get past Allied lines, send up a flare. Let me know you're safe. I'll make my retreat then. Oh, so you're disobeying orders now? Well, I assume you did to come here. Now, gotta look the part. Right. Up and at him, lads. Let's go. Sailor gear. Yeah.
Better aim. Christ! A bloody flamethrower! Oh!